Ngày 18 tháng 6, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá 14.461 vụ, bắt hơn 23.110 đối tượng, thu hơn 196 kg heroin, 2,34 tấn và 1,47 triệu viên ma túy tổng hợp, 882 kg cần sa. Đáng chú ý, trong số này có đường dây vận chuyển ma túy nước vui với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hộp sữa bột và nồi lẩu. Trong quá trình điều tra, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 90 kg ma túy các loại, trong đó có 59 kg ma túy tổng hợp, ketamin và ma túy đá, 25 kg ma túy nước vui cùng nhiều vật dụng để cất giấu ma túy. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Hoàng Bá Dương 25 tuổi và Hoàng Văn Thành 26 tuổi cùng quê Nam Sách Hải Dương cầm đầu. Thủ đoạn của các đối tượng là cất giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, hộp sữa bột rồi thông qua dịch vụ vận chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 7 tháng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị bắt quả tang Hoàng Bá Dương thu giữ 53 kg ma túy tổng hợp, hơn 3.600 gói ma túy nước vui, núp bóng dưới tên gọi trà xoài, cất giấu ma túy ở bên trong đèn sưởi, hộp sữa tại một khu đô thị ở tỉnh Hưng Yên. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã ập vào căn nhà tại khu vực Tư Đình, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, bắt giữ 3 đối tượng gồm Đinh Xuân Dương 38 tuổi, Nguyễn Văn Linh 42 tuổi, Phạm Văn Việt 33 tuổi cùng ở Hải Dương, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp. Đây cũng là nơi các đối tượng dùng để cất giấu và đóng gói ma túy. Đồng thời, một tổ công tác khác ập vào một căn hộ tại khu đô thị ở Hà Nội, bắt quả tang Hoàng Văn Thành và hai đối tượng khác thu giữ 2 gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy, 10 đèn sưởi dùng để cất giấu ma túy. Trong quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đến nay, Cục C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 59 kg ma túy tổng hợp và ma túy đá, 25 kg ma túy nước vui, nước xoài cùng nhiều vật dụng để cất giấu ma túy. Vụ thu hoạch vải ở Bắc Giang sẽ kết thúc trong vài ngày tới. Giá thu mua cuối cùng được đẩy lên cao nhất từ trước đến nay, gấp đôi so với giá bình quân của năm trước. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang cho biết, giá thu mua vải thiều về cuối vụ đang tăng cao, dao động từ 55 đến 85.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay, gấp 2 lần giá thu mua của năm ngoái. Theo tình hình hiện tại, đến khoảng cuối tháng 6, vụ mùa thu hoạch vải thiều ở Bắc Giang sẽ kết thúc. Sản lượng vải đã được đưa đi xuất khẩu đạt hơn 24.000 tấn, trong đó phần lớn được xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc với hơn 23.800 tấn. Theo Cổng Thông tin Điện tử Vân Nam Trung Quốc, do khác biệt về khí hậu, mùa vải thiều Việt Nam thường chín sớm hơn Trung Quốc gần một tháng. Chính vì vậy mà tháng 5 và tháng 6 là thời điểm các doanh nghiệp trái cây nước này tăng nhập khẩu vải thiều Việt Nam. Sau Vietcombank, ngân hàng BIDV và Agribank thông báo bán vàng online để tránh việc xếp hàng mua vàng như đã xảy ra thời gian qua. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết biện pháp can thiệp thông qua việc bán vàng miếng trực tiếp bước đầu đã phát huy tác dụng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thông báo sẽ bán vàng online qua website của ngân hàng. Thời gian đăng ký mua vàng online tại BIDV là từ 9h30 đến 11h30. Hệ thống sẽ không ghi nhận thêm đăng ký mới khi đã đủ số lượng đăng ký tối đa có thể phục vụ trong ngày. Thời gian thanh toán và nhận vàng từ 13h30 đến 16h cùng ngày. Bên cạnh đó, Agribank cũng chỉ bán vàng online trên website. Thời gian đăng ký mua vàng online trên website Agribank từ 9 đến 15 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời gian thanh toán và nhận vàng từ 13h30 đến 16 giờ trong ngày đăng ký mua vàng thành công. Trước đó, từ ngày 12 tháng 6, Vietcombank đã bán vàng online. Và như vậy, đến hiện tại đã có 3 trong số 4 ngân hàng thương mại nhà nước triển khai bán vàng online. Thưa quý vị, hiện nay châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11 trên 16 tỉnh ở phía Bắc.
Trong tổng diện tích hơn 1.000 ha bị hại do châu chấu thì Phú Thọ có gần 40 ha. Trong từ 10 đến 20 ngày sau khi nở, châu chấu non hóa trưởng thành có cánh sẽ bay thành đàn, di chuyển nhanh, rất khó phòng trừ và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên nhiều loại cây trồng nếu như không phát hiện sớm và được kiểm soát kịp thời. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi 11 tỉnh ở phía Bắc về việc phòng chống châu chấu tre lưng vàng hại tre nứa và cây nông nghiệp. Theo nhận định, đa số châu chấu non hiện chưa có cánh nên việc phòng trừ sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ điều tra phát hiện sớm các ổ châu chấu trên địa bàn và tổ chức phun trừ ngay khi châu chấu còn non, theo dõi chặt chẽ thời gian phát sinh châu chấu tre, phạm vi gây hại, hướng di chuyển, các điểm châu chấu co cụm để chủ động phòng trừ, không để bùng phát trên diện rộng. Các địa phương, đặc biệt là các nơi châu chấu tre thường xuyên xuất hiện, cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, dự trù nguồn ngân sách, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vật tư, nhân lực, sẵn sàng cho công tác phòng trừ châu chấu tre. Trong những năm gần đây, châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh và gây hại khá nghiêm trọng cho cả cây trồng nông và lâm nghiệp ở Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Trong đợt nắng nóng cao điểm, khi lúa xuân đã chín vàng khắp cánh đồng, để tránh nắng nóng mà vẫn kịp thời vụ, người dân đã lựa chọn gặt lúa đêm. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Thái Bình. Trong đợt nắng nóng cao điểm, khi lúa xuân đã chín vàng khắp cánh đồng, để tránh nắng nóng mà vẫn kịp thời vụ, người dân đã lựa chọn gặt lúa đêm. 11 giờ đêm, những cánh đồng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bắt đầu nhộn nhịp tiếng cười nói. Dưới ánh đèn pin, đèn máy gặt, không khí lao động vẫn khẩn trương như ban ngày. Câu thơ, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, giờ đây chỉ còn là ký ức trên cánh đồng này, bởi máy móc bây giờ đã thay thế cho sức người. Dù chỉ có một sào ruộng lúa chiêm hương, nhưng người phụ nữ này vẫn lựa chọn gặt đêm. Này cô đi gặt đây, ruộng này chỉ có một sào thôi. Nếu mà đi ban đêm thì nó mát luôn, đỡ mệt. Ban ngày thì nắng lắm. Người thì chờ tới lượt máy gặt đến ruộng nhà mình. Người thì vội vã vận chuyển lúa về nhà. Những bao tải, những chiếc xe thô sơ đã thay thế cho sức người. Gặt ngày không đủ, tranh thủ gặt đêm. Câu nói đã được người nông dân chuyển tay nhau trong những ngày nắng nóng. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Đấy như tôi nói là ban ngày thì cũng vừa là nắng, hai nữa là cũng máy gặt để phải tranh thủ. Ban ngày không đủ được, phải gặt cả đêm thì mới hết được cái công việc. Các cái giống lúa thì có nhiều loại, nhưng bình quân là tầm khoảng tạ 9 đến 2 tạ một sào. Gặt là thuê máy hết, còn chó thì thuê 50.000 một xe chó. Vụ này nó ngắn thì bán vội đi. Thì còn vụ tháng 10 thì bán ít thôi cháu ạ. Vụ này chỉ để đủ ăn thôi. Việc thu hoạch lúa vào ban đêm đã không còn mới với người dân các huyện của tỉnh Thái Bình. Dù ít nhiều có thay đổi trong sinh hoạt lao động thường nhật, nhưng với những người nông dân, việc lựa chọn thu hoạch lúa đêm vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đảm bảo thu hoạch cho kịp thời vụ để chuẩn bị gieo mầm cho những mùa vàng tiếp theo.